Xin chào tất cả mọi người, hôm nay mình sẽ chia sẻ cho mọi người 5 loại rong mà dân chơi thủy sinh thường sử dụng nhất. Những loại rong này sẽ phù hợp với những anh em mới tập chơi thủy sinh. Chúng không cần CO2 và cũng không cần phân nền nhưng vẫn sống tốt. Đa số các loại rong sẽ được sử dụng làm hậu cảnh trong hồ thủy sinh kính, vì chúng phát triển khá nhanh trong môi trường đầy đủ ánh sáng. Thứ nhất, rong La Hán. Đây là loại rong khá phổ biến ở những tiệm bán cá cảnh vì chúng có khả năng phát triển tốt và có những tán lá xòe rất đẹp, được anh em chơi thủy sinh hồ kính rất ưa chuộng. Có hai loại rong La Hán là La Hán xanh và La Hán đỏ, vì vậy nếu anh em nào cần loại nào thì hãy phi nhanh đến cửa hàng thủy sinh sẽ có ngay nhé. Thứ hai, Tiểu Bảo Tháp. Loại rong này cũng khá đẹp vì có những tán lá xoay tròn theo từng đốt, loài này thì hơi khó tìm ngoài tự nhiên hơn vì chúng sinh sống không đại trà lắm. Tuy nhiên các cửa hàng cũng thường xuyên bán loại cây này với giá cũng khá mềm, tầm 15.000 đến 30.000 trên một chậu. Nếu anh em nào gặp ngoài tự nhiên thì sẽ dễ bị yêu ngay, vì nhìn từ trên xuống chúng rất đẹp. Thứ ba, rong đuôi chó. Đây là loài rong có lẽ phổ biến nhất ở Việt Nam, chúng hầu như có khắp nơi. Loại này phù hợp cho những anh em nuôi hồ cá bằng thùng xốp hoặc hồ xi măng, vì chúng phát triển rất nhanh nên nếu anh em chơi hồ kính có lẽ sẽ cắt tỉa mỏi tay. Anh em nuôi cá số lượng nhiều thì rất thích. Thứ tư, rong đuôi chồn. Đây là loại rong có hình dáng ngọn giống đuôi một con chồn nên được đặt tên như vậy. Loài này cũng khá phổ biến ngoài tự nhiên, rất phù hợp để cho anh em nuôi cá con, vì chúng là nơi sống lý tưởng cho những em cá mới sinh ra. Loài này rất ít bán ở tiệm cá cảnh vì chúng có giá trị thấp. Thứ năm, rong lá trúc. Đây là loại có lẽ anh em cũng tìm thấy, vì chúng sinh sống ở một vài vùng miền nhất định. Giống như rong đuôi chồn, loài này rất phù hợp cho anh em nuôi cá con, vì những tán lá nhỏ dày đặc, tuy nhiên chúng rất dễ bị đứt gãy vì rất mỏng manh. Đa số các loại rong kể trên đều phù hợp với những anh em mới chơi thủy sinh, vì chúng dễ phát triển mà không cần thời gian chăm sóc. Hy vọng video sẽ giúp anh em lựa chọn được những loài rong phù hợp cho hồ cá của mình. Xin chào và hẹn gặp lại mọi người trong video tiếp theo. Hãy đăng ký kênh để theo dõi nhiều video tổng hợp về thủy sinh trong thời gian sắp tới nhé!